Chào tất cả quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn sử dụng phiếu kế toán này, hạch toán các cái bút toán trung gian. Ở đây chúng tôi nói đến cái bút toán trung gian là những cái bút toán như là hạch toán lương và các khoản trích theo lương, rồi là những cái khoản những cái khoản vay tiền để thanh toán nợ. Ở đây chúng ta vào cập nhật số liệu, chứng từ tổng hợp, phiếu kế toán. Chúng ta sẽ xóa những cái chứng từ có sẵn. Để chúng tôi lấy ví dụ mới cho các bạn bạn lưu ý là khi vào chương trình mà à, bất cứ một cái màn hình cập nhật chứng từ nào nếu đã có chứng từ cập nhật thì chương trình hiện lên một cái màn hình nó được mặc nhiên là hiện ra năm cái chứng từ chúng ta nhập cuối cùng để chúng ta xem bắt đầu chúng ta chọn nhập mới ở đây chúng ta sẽ hạch toán vào ngày 31 tháng 1 à, cái trường hợp là hạch toán lương và các khoản Tích theo lương Ví dụ ở đây chúng ta hạch toán vào tài khoản 6422 Thì đối với trường hợp mạng khách thì các bạn hạch toán vào tới cái tài khoản không liên quan đến công nợ Thì chúng ta có thể bỏ trống mạng khách Và ở trong cái danh mục khách hàng các bạn nên mở cái đối tượng là chính là công ty các bạn Để các bạn có thể hạch toán những cái tài khoản không liên quan đến công nợ là chọn đối tượng công ty của các bạn Ở đây ví dụ chúng ta chi lương hạch toán lương là 30 triệu các bạn rất để ý ở cái cột nhóm định khoản này tôi sẽ đánh cho một và sau đấy tôi sẽ giải thích cho các bạn sau đây là tài khoản ba và tư ở đây các bạn thấy là trong cái trường hợp này ấy, ở cái dòng tài khoản 1 là 642 thì chúng ta đánh vào cái cột phạt sinh nợ thì nó là phạt sinh nợ và cái tài khoản 334 là phạt sinh có. Sau này cái các bạn chi lương vào tháng sau, ví dụ như là mùng 10 hàng tháng các bạn chi lương thì các bạn lưu ý là cái phiếu chi của các bạn sẽ ghi nợ cho tài khoản 334 và, và có tài khoản một Như vậy sẽ tất toán ở cái tài khoản 334. Ở đây các bạn lưu ý là hai cái chờ hai cái tài khoản này nó hạch toán thành một cặp định khoản để chúng ta quy định nó là nhóm định khoản số một đối với phiếu kế toán chúng ta hạch toán thì khi chúng ta hạch toán thì chúng ta lưu ý là phiếu kế toán có thể hạch toán một nợ nhiều có hoặc một có nhiều nợ nhưng không thể hạch toán được là nhiều tài khoản có và nhiều tài khoản nợ nếu các bạn không tách thành nhóm định khoản thì chương trình sẽ không hiểu được là tài khoản nào đối với tài khoản nào bao nhiêu tiền tôi lấy ví dụ như các bạn là khi các bạn ghi nợ tài khoản 152 là là 200 triệu và tài khoản 133 là 20 triệu nhưng các bạn lại chuyển khoản một phần tức là 100 triệu và À, một phần là một trăm hai mươi triệu các bạn thanh toán bằng tiền mặt thì rõ ràng ở đây là có hai cặp à, cặp định khoản à, hai nợ hai có và chúng ta thấy là à, khi các bạn thanh toán vào đây thì chương trình không hiểu được là tài khoản một à, năm đối ứng với một là đối ứng với tài khoản một hai bao nhiêu tiền và đối ứng với một bao nhiêu tiền Để không biết là tài khoản 133 có đối ứng với một 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 hay không hay là một một hai không ở đây chúng ta sẽ tách ra nhóm định khoản thứ nhất và cái nhóm định khoản thứ hai các bạn thấy là chúng tôi sẽ hạch toán vào tài khoản ví dụ như là à, ở đây à, 1 triệu 500 trăm nghìn tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hạch toán à, ở đây các bạn xóa là hạch toán à, bảo hiểm xã hội phải bảo hiểm y tế đấy ở đây chúng ta sẽ quy định cho nó là nhóm định khoản số 2 Ở đây chúng ta hạch toán vào 3383 3383 ở đây ví dụ chúng tôi đưa ra là 1 triệu 050.000 Là bảo hiểm xã hội Thì chúng ta ở đây vẫn là nhóm định khoản số 2 và 3384 3384 cũng là nhóm định khoản số 2 Nhưng mà nó là bảo hiểm y tế Thì Các bạn thấy là... À, chúng ta ở đây là có rất nhiều nợ, nhiều có hai cặp định, hai tài khoản nợ và ba tài khoản có. Chúng ta tách ra thành một tài khoản nợ, một tài khoản có và nhóm thứ hai là một tài khoản nợ và hai tài khoản có ra chọn lưu chứng từ. Cái trường hợp thứ hai mà chúng tôi đưa ra ở đây cho các bạn là các bạn à, sử dụng phiếu kế toán để các bạn hạch toán các cái khoản như là khoản à, các cái khoản là các cái khoản Uh, vay của ngân hàng và thanh toán nợ. Ở đây là cái cặp định khoản 331 đối với 3311. 33, Như vậy chúng ta sẽ uh, uh, thử một cái vay ngân hàng trả nợ mua hàng. Ở đây chúng ta sẽ hạch toán được tài khoản là 331. Thì khi các bạn ấy đánh vào tài khoản công nợ thì chương trình bắt buộc các bạn phải vào vào mã khách bằng cách là khi các bạn enter lên ô mã khách thì chương trình các bạn enter tiếp chương trình bắt buộc các bạn phải vào danh mục khách hàng các bạn lại chọn đối tượng nhưng lúc nãy chúng ta hạch toán là tài khoản 642 các bạn có thể enter qua cái ô mã khách mà nó không hỏi nhưng ở đối với tài khoản công nợ thì bắt buộc là phải 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 chọn đối tượng công nợ ở đây ví dụ chúng tôi phải trả vay ngân hàng 80 triệu để trả nợ cho khách hàng ở đây chúng ta sẽ hạch toán vào tài khoản 311 dòng thứ hai là 311 thì các bạn lưu ý là cái đối tượng khách hàng lúc này sẽ là ngân hàng chứ không phải là là nhà cung cấp vật liệu cho mình. Vì ở cái dòng này là dòng tài khoản 311 và các bạn lưu ý là đánh vào tài khoản cột nợ thì nó đứng song song với cái tài khoản này thì nó là phát sinh nợ và song song với tài khoản này thì đánh vào cột phải có thì nó là phát sinh có. Trường hợp thứ hai mà chúng ta đã được xem cái trường hợp thứ ba mà chúng tôi muốn đưa ra cho các bạn ở đây là một cái trường hợp là khi các bạn lưu ý là chương trình có tất cả những cái chức năng cái chuyển tự động nhưng khi đã sử dụng cái chuyển tự động cuối kỳ và quyết toán số liệu ấy thì các bạn lưu ý là chương trình được cái chuyển hết số dư những cái tài khoản uh, những cái tài khoản liên quan đến cái chuyển tự động. Ví dụ cái tài khoản từ đầu năm đến đầu chín là các bạn có thể khai báo sử dụng tự động. nhưng cái tài khoản mà đối với doanh nghiệp kinh doanh xây lắp thì cái tài khoản 154 lên 632 tức là cái giá trị uh, khối lượng công trình xây lắp hoàn thành. Ở đây các bạn uh, căn cứ vào cái doanh thu và cái phần tổng hợp chi phí để các bạn kết chuyển cái giá vốn 154 đối với 632 thì chúng ta không thể kết chuyển tự động, tại vì có rất nhiều công trình dở dang và cái việc dở dang bao nhiêu tiền là dở dang với giá trị bao nhiêu là do uh, do cá nhân từng người ý, hạch toán và có những công trình còn căn cứ vào cái doanh thu uh, để hạch toán. Thì vậy nên là chúng ta sẽ sử dụng luôn cái cái phiếu kế toán để hạch toán các cái, cái khoản từ công trình là cái giá trị sản phẩm lắp hoàn thành để đưa lên tính giá vốn. Ở đây chúng ta chọn mới, ví dụ như là vào 31 tháng 1 chúng ta quyết toán tháng 1 thì là chúng ta ghi là à, hạch toán giá vốn công trình. Tất nhiên là cái chứng tư này các bạn sẽ làm hạch toán sau khi các bạn đã tập hợp được chi phí trên tài khoản 154 và đã à, có à, xác định các cái khoản doanh thu liên quan đến công trình thì các bạn sẽ sử dụng cái này. Chúng ta sẽ đánh vào tài khoản 632 ở đây các bạn ghi Ví dụ như tôi kết chuyển ở công trình một là 15 triệu tức là uh, sẽ để lại ra một phần nào đấy Ví dụ như tổng phát sinh trong kỳ của chi phí uh, 154 là 30 triệu nhưng mà doanh thu chúng ta chỉ có 15 triệu thì chúng ta có thể chúng ta thấy kết chuyển là 15 triệu thì tạm thời công trình đấy là đang là hòa vốn còn cái phần tiếp theo thì, thì sau này khi mà các bạn hoàn thành công trình rồi có thể các bạn viết hóa đơn và cái phần uh, chi phí khi còn lại các bạn sẽ đưa lên 632 để tất toán công trình các bạn thấy là chúng ta ở đây chúng ta sẽ tiếp tục chọn là công trình thì khi các bạn hạch toán liên quan đến tài khoản nào mà các bạn theo dõi công trình thì các bạn sẽ phải đánh mã công trình vào bằng cách là đánh một phím bất kỳ nào đấy để các bạn enter cho nhảy vào cái danh mục công trình ở đây ví dụ của tôi đánh vào tài khoản 154 như vậy là chúng ta đã hạch toán xong cái cái phần à, cái chuyển lên giá vốn công trình chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần phiếu kế toán để hạch toán các bưu toán trung gian chúng ta cũng có thể sử dụng các cái chứng từ bù trừ công nợ ở trong phần bán hàng và phần mua hàng để hạch toán các cái chứng từ như là cái 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 cái, đối trừ công nợ giữa khách hàng này và khách hàng kia có những cái khoản nợ chúng ta không cần phải đứng ra thanh toán mà chúng ta có thể chuyển nợ từ đối tượng này sang đối tượng khác ví dụ như là uh, tôi có thể chuyển tạm ứng từ đối tượng này sang đối tượng khác thì chúng ta có thể lấy bù trừ công nợ ví dụ các bạn có thể hạch toán hai dòng tài khoản 141 những cái đối tượng tạm ứng là khác nhau có thể chuyển từ người này ứng sang thành người khác ứng <laughs> chúng tôi được hướng dẫn cho các bạn xong cái phần các bạn à, hạch toán phiếu kế toán